Xin chào các bạn, chào mừng các bạn tiếp tục đến với chương trình giúp các bạn luyện thi TOEIC hiệu quả chỉ với 10 phút mỗi ngày. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bức tranh số 6 trong đề thi số 5 để hướng dẫn các bạn cách làm đề thi phần 1 mô tả tranh của đề thi TOEIC và đồng thời cũng sẽ củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp để giúp các bạn chuẩn bị cho những phần thi tiếp theo. Và với đề thi phần 1 TOEIC thì như bức tranh số 6 ở bên hình thì các bạn sẽ được lần lượt, các bạn nhớ nhé, về phần 1 của TOEIC mô tả tranh, các bạn sẽ được lần lượt nhìn thấy 6 bức tranh tương tự giống bức tranh này. Và kèm theo mỗi bức tranh họ sẽ nói 4 đáp án A, B, C, D để các bạn được nghe và chọn ra xem câu nào là câu mô tả chính xác nhất bức tranh, sẽ chọn vào khoanh vào phiếu đáp án. Và làm thế nào để có thể làm phần này hiệu quả? Thì bước 1 đầu tiên đấy là khi nhìn thấy bức tranh các bạn cần phải phân tích và đưa ra những nhận định và dự đoán. Và giống như bức số 6 thế này thì mình sẽ phân tích và dự đoán như thế nào? Thì đầu tiên đây là bức tranh không có người. Thông thường những bức tranh có người thì mình có thể dễ dàng dự đoán chính xác câu nói là gì hơn. Tuy nhiên với những bức tranh không người thì có thể họ sẽ mô tả về các cái đồ vật ở trong phòng, vị trí hay trạng thái. Và nó có thể là bất kỳ cái gì trong phòng nhưng thường cũng là những cái rất trực quan để các bạn có thể nhìn thấy rõ thôi. Thì với bức tranh số 6 này thì mình sẽ đưa ra những nhận định nào. Trong phòng này thì mình thấy là không có người. Và cụ thể là có mà mình nhìn thấy là có 3 cái cây rất là to được đặt ở trong phòng. Thì mình có thể dự đoán một cái câu mà người ta có thể nói là some plants, một vài cái cây ạ, some plants được đặt để dùng ở thì hiện tại hoàn thành ở dạng bị động là have been placed. Động từ đặt để là place, được đặt để là be placed. Để trong đầu mình sẽ nảy ra cái điều đấy ngay lập tức là được đặt ạ, ở trong phòng. Và tiếp theo thì mình nhìn thấy là có một cái ghế và một cái bàn làm việc ở đây đúng không ạ? Ghế thì là chair, bàn làm việc thì là desk. Và cái ghế này thì được đẩy ở phía bên dưới cái bàn. Thì đây là một câu mô tả trong một cái đề thi khác. Người ta còn nói là a chair has been pushed under a desk. Thì những cái câu như vậy nó sẽ hiện lên trong đầu của mình và tương ứng là những cái dự đoán về bức tranh này. Tuy nhiên câu nào là đáp án chính xác, người ta sẽ mô tả về cái gì? Thì bây giờ chúng ta cùng nghe lại cả 4 đáp án để luyện nghe là một. Cái thứ hai là mình chọn ra đáp án đúng. Và cái thứ ba là chúng ta sẽ cùng học thêm từ vựng và ngữ pháp để chuẩn bị cho đề thi TOEIC nhé. Và đáp án A đầu tiên ở trong bài A. A tile is being replaced. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là a tile is being replaced, có nghĩa là một viên gạch lát đang được thay thế, nghĩa là nó được tháo ra và thay vào một viên khác ạ. Nhưng ở đây thì mình không thấy ai đang lát nền cả, nên đây là đáp án sai, mình sẽ không chọn. Nhưng mà các bạn hãy ghi nhớ các từ vựng ở đây để chuẩn bị. Ví dụ như là chỉ gạch lát nền hay là lát mái hay lát tường, mình có thể dùng là tile. Again, tile. Và tiếp theo ạ, động từ thay thế mình dùng là replace. Và đây được dùng ở dạng bị động, được thay thế, bị thay thế là be replaced. Các bạn chú ý là động từ chuyển về dạng quá khứ phân thứ hai có âm T bật ra ở cuối khi phát âm ở đây ạ. Và cả câu ở dạng bị động thì tiếp diễn là a tile is being replaced. Các bạn làm quen với dạng bị động và dạng tiếp diễn được dùng rất nhiều trong đề thi TOEIC nhé. Say it again. A tile is being replaced. Very good. Và tiếp theo đáp án B ở trong bài. B. A stairway railing is being fixed. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là a stairway railing is being fixed. Có nghĩa là lan can cầu thang đang được sửa. Nhưng mình không thấy ai đang sửa lan can cầu thang cả. Nên đây không phải là đáp án mà mình sẽ loại. Nhưng các bạn hãy nhớ các từ vựng ở đây. Ở đây người ta dùng cụm từ chỉ lan can cầu thang là a stairway railing. Thế các bạn chú ý là từ này, đầu tiên từ railing đã là lan can rồi nhé. Các bạn chú ý railing. Tuy nhiên người ta bổ sung là stairway, có nghĩa là ý chỉ đường cầu thang, là chỉ lan can của cái đường cầu thang đi lên đấy ạ. Thì dùng cả cụm ở đây là a stairway railing. Again, a stairway railing. Very good. Và tiếp theo nó đang được sửa, thì động từ sửa là fix. Again, fix. Và được sửa thì dùng ở dạng bị động là be fixed. Các bạn chú ý nhé, dạng bị động ạ. Mình sẽ hướng dẫn các bạn. Động từ chuyển về quá khứ phân từ 2 và trước có động từ to be. Từ fix chuyển sang dạng bị động được sửa, bị sửa là be fixed. Và ở đây thì ngữ pháp lại dùng ở dạng bị động nhưng mà lại dùng ở thì tiếp diễn. Nên câu sẽ là a stairway railing is being fixed. Very good. Các bạn nhớ nhé, dạng các từ vựng chính ở đây, stairway railing, fixed, và dạng ngữ pháp ở đây là bị động ở thì tiếp diễn. Say it again one more time. A stairway railing is being fixed. Very good. Và tiếp theo, đáp án C ở trong bài. C.
Some cabinet doors have been left open. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là some cabinet doors have been left open. Là một vài cái cửa tủ tài liệu đã được để mở và đang được để mở. Tuy nhiên trong đây thì mình không thấy cái cửa tủ nào bị để mở ra, nên đây không phải là đề mình sẽ loại. Nhưng ở đây thì có rất nhiều từ vựng mới mà các bạn cần ghi nhớ để chuẩn bị cho đề thi TOEIC của những phần tiếp theo. Đầu tiên là cụm từ some cabinet doors, một vài cái cửa ở tủ tài liệu. Thì ở đây các bạn chú ý từ cabinet là từ thường chỉ là các cái tủ mà có nhiều ngăn kéo ấy, mình có thể đựng đồ, đựng tài liệu. Và từ chỉ cánh cửa door ở đây được dùng dạng số nhiều là doors. Again, doors. Cả cụm some cabinet doors là một vài cái cửa tủ. Say it again. Some cabinet doors. Tiếp theo đã được để mở. Have been left open. Thế các bạn chú ý một chút, đây là dạng bị động ở thì hiện tại hoàn thành. Và để mô tả trạng thái là cái cửa, cái tủ nó đang được mở ra như vậy. Và đây thì có động từ leave là để một cái gì ở trạng thái như thế nào. Được chuyển về dạng quá khứ phân từ 2, left, được dùng ở dạng bị động là be left. Các bạn chú ý nhé. Dạng ngữ pháp này được dùng rất phổ biến trong đề thi. Và cả cụ have been left open là được để mở, cũng dùng rất nhiều trong đề thi nên các bạn hãy ghi nhớ. Và cả câu của chúng ta là some cabinet doors have been left open. Và có rất nhiều đề thi khác mình đã xem và đã nghe. Thì có những bức tranh mà nó để trong đó thì sẽ có một cái cánh cửa được mở. Người ta có thể dùng một câu mô tả là the door has been left open, là cái cửa được để mở. Thì đây là dạng ngữ pháp ở thì hiện tại hoàn thành và được dùng ở dạng bị động rất phổ biến, nhất là với câu mô tả như vậy. Nên các bạn ghi nhớ để chuẩn bị cho những đề thi tiếp theo. Và bây giờ thì chúng ta cùng nói lại câu vừa rồi một lần nữa để ôn lại. Say it again. Some cabinet doors have been left open. Very good. Và tiếp theo là đáp án D, đáp án cuối cùng. D. Some plants have been placed near a desk. Câu vừa rồi mà các bạn được nghe là some plants have been placed near a desk. Là một vài cái cây đã được đặt ở cạnh một cái bàn. Thì đúng là trong bức tranh mình nhìn thấy có ba cái cây và ba cái cây này thì được để cạnh cái bàn làm việc. Nên đây là đáp án chính xác, mình sẽ chọn ngay. Và trong trường hợp đi thi thì một mẹo nữa khi đi thi cho các bạn đó là khi giả sử có thể các bạn không nghe được đáp án đúng, ví dụ như đáp án D này chẳng hạn, các bạn chưa có từ vựng hoặc là có kỹ năng nghe tốt, thì chỉ cần nếu các bạn nghe thấy đáp án A, B, C không đúng thì đáp án D mặc dù có nghe được hay không thì khả năng rất cao đây cũng là đáp án chính xác, thì các bạn vẫn chọn, các bạn chú ý nhé. Và ở đây thì mình sẽ học thêm một số từ vựng để giúp các bạn luyện nghe dễ hơn và chuẩn bị cho những đề thi tiếp theo. Một vài cái cây giống mình phân tích ban đầu, some plants. Từ chỉ cái cây plant sang số nhiều, plants. Một vài cái cây, some plants. Tiếp theo nó được đặt để, mình dùng động từ đặt để là place. Nhưng nó được đặt, được để dạng bị động là be placed. Và đây dùng thì hiện tại hoàn thành để mô tả, nên dùng là some plants have been placed. Các bạn chú ý phần ngữ pháp nhé. Ở cạnh cái bàn làm việc, cạnh là near. Again, near. Một cái bàn làm việc, a desk. Again, a desk. Và cả câu của chúng ta là some plants have been placed near a desk. Đây chính là đáp án đúng. Và các bạn ghi nhớ toàn bộ từ vựng mới để chuẩn bị cho những đề thi tiếp theo. Say it again. Some plants have been placed near a desk. Very good. Number 6. Look at the picture marked number 6 in your test book. A. A tile is being replaced. B. A stairway railing is being fixed. C. Some cabinet doors have been left open. D. Some plants have been placed near a desk. Vừa rồi mình đã ôn luyện với các bạn bức tranh số 6 trong đề thi số 5 rồi. Và mình tin chắc là các bạn có thêm các từ vựng mới và chắc là việc nghe cũng đã dễ dàng hơn. Và đừng quên là toàn bộ tài liệu kèm theo bài giảng này mình đã gắn ở phía dưới rồi để các bạn có thể tiện lấy hoặc làm tài liệu giảng dạy. Và khi xem chương trình này thấy hữu ích thì các bạn hãy nhớ ấn nút đăng ký kênh cũng như nút quả chuông để nhận những thông báo mới nhất về bài giảng mới của mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo để hướng dẫn các bạn học thi TOEIC hiệu quả hơn nữa. Và xin chào, goodbye, see you next time.